Làm gì khi có tình cảm với hai người cùng một lúc? Mặc dù đa số chúng ta đều có tư tưởng đã yêu ai thì sẽ chỉ yêu một người, nhưng khả năng phải lòng một người thứ ba vẫn có thể xảy ra. Điều này gây ra nhiều rắc rối, đặc biệt là khi bạn đang ở trong một mối quan hệ. Nếu bạn cảm thấy mình đang có tình cảm với hai người cùng một lúc, hãy ngồi xuống và suy nghĩ về cảm xúc thật của bản thân. Mọi khía cạnh đều nên được đưa vào cân nhắc, từ tình cảm của bạn đến cả hai người còn lại. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn xử lý tình huống này một cách thông minh nhất. Thứ nhất, nhìn nhận sự khác nhau giữa tình cảm mà bạn dành cho hai người. Nếu bạn đang dành tình cảm cho hai người thì có lẽ ở mỗi người bạn đang có một nhu cầu riêng. Hãy tìm ra lý do tại sao bạn yêu từng người để có những bước đi tiếp theo thật chính xác. Người yêu hiện tại của bạn có vẻ chỉ mang lại cho bạn sự ổn định, nhưng tình cảm của bạn lại đang chỉ như hai người bạn. Đối với người còn lại, bạn lại có một tình cảm mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, những cảm xúc đó có thể chỉ thoáng qua khi bạn nhìn thấy một điều gì đó mới trong cuộc sống. Vì vậy, hãy thử hạn chế tiếp xúc với người thứ ba để xem liệu đó có chỉ dừng lại ở cảm nắng hay không. Đừng hành động khi bạn chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Nếu không cẩn thận, bạn có thể trở thành người có lỗi trong cuộc tình của chính mình. Phần lớn những cơn say nắng đều bắt nguồn từ hiện tượng hấp dẫn giới tính và va chạm vật lý nhất thời, như sự giúp đỡ của chàng trai mà bạn tình cờ gặp trên xe buýt. Chính vì sự xuất hiện một cách chớp nhoáng nên cảm xúc này thường không sâu sắc và cũng nhanh chóng qua đi sau một khoảng thời gian không gặp nhau. Tuy nhiên, ở tình yêu chân thật thì lại khác. Không chỉ góp mặt từ những yếu tố rất nhỏ như ánh mắt, nụ cười, tình yêu chân thật còn là sự đồng điệu về mặt tâm hồn, tạo nên sự kết nối vô hình và đầy vững chắc cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Chúng được vun đắp từ quá trình tiếp xúc, tìm hiểu lâu dài, khi hai bạn cùng trải qua những ngọt ngào hay khó khăn trong cuộc sống. Khi yêu ai đó thật lòng, người ta luôn hy vọng về một tương lai viên mãn bên cạnh người mình yêu thương. Lúc này, cái tôi cá nhân đã được thay bằng niềm vui, hạnh phúc và sự phát triển của cả hai. Tình yêu chân thật khiến bạn muốn cố gắng trở nên tốt hơn để đi cùng người ấy. Một cách nào đó, nó trở thành động lực giúp hai bạn trưởng thành và tiến xa hơn trong cuộc sống. Ngược lại, khi còn trong cơn say nắng, tình cảm ở cả hai mới chỉ mấp mé nảy sinh, bạn sẽ cảm thấy hài lòng với hiện tại của nhau hơn là nghĩ nhiều đến viễn cảnh xa xôi. Bởi lúc này, tình cảm và cái tôi cá nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu trong lòng cả hai. Thứ hai, nghĩ về những mong muốn của bản thân. Chúng ta thường có xu hướng một vợ một chồng, chung thủy về mặt cảm xúc lẫn thể xác. Tuy nhiên, bạn cũng có thể muốn và cần những thứ khác trong một mối quan hệ lâu dài mà đôi khi một người không thể nào đáp ứng được. Chỉ có bạn mới biết bạn cần gì và muốn gì từ mối quan hệ tình cảm này. Khi đó, bạn mới có thể biết được những bước đi tiếp theo. Hãy nghĩ thật kỹ về viễn cảnh yêu hai người sẽ diễn ra như thế nào và bạn thật sự cảm thấy ra sao. Liệu bạn có bị áp lực, mệt mỏi hay thoải mái về điều đó? Liệu việc ấy có khiến một trong hai người bạn yêu bị tổn thương? Bạn có chịu đựng được cảm giác tội lỗi khi yêu người này nhiều hơn người kia? Trả lời tất cả những câu hỏi trên để thật sự hiểu về cảm xúc của bản thân. Thế giới 7 tỷ người, nhưng chỉ một người mới có thể mang đến cảm giác đặc biệt nơi bạn. Vì không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu chân thật của đời mình, nên nếu giữa hai bạn là chân ái, hai người sẽ luôn xuất hiện trong viễn cảnh tương lai của nhau. Mọi khoảnh khắc dự định trong tương lai của bạn
đều muốn có người ấy ở bên cạnh. Đây cũng chính là điểm khác biệt rõ rệt giữa tình yêu đích thực và một tình cảm hời hợt thoáng qua. Thứ ba, xem xét tình cảm hiện tại của bạn. Việc bạn đang dành tình cảm cho hai người có thể là dấu hiệu đổ vỡ của mối quan hệ hiện tại của bạn. Bạn nên ngồi lại, xem xét về những gì đã xảy ra trong mối tình này và nó có thực sự xứng đáng để bạn tiếp tục hy sinh bản thân mình hay không. Nếu cảm thấy việc có tình cảm với người khác là điều không đúng đắn, không công bằng với người kia, thì đừng vội hành động gì cả. Hãy tự hỏi bản thân, trong tháng từ 1 đến 10, đâu là mốc đo đạt hạnh phúc của bạn trong mối tình này? Bạn có hay phải giận dỗi và phàn nàn về đối phương hay không? Bạn có hay so sánh người này với người kia và cảm thấy người mới dường như có những tố chất hơn hẳn người còn lại? Nếu đó là vấn đề, bạn có thể đang thiếu thốn tình cảm ở mối tình hiện tại của mình. Tình yêu chân thật là sự nỗ lực và đồng thuận từ hai phía. Một trong những điều tạo nên sự khác biệt giữa tình yêu chân thật và cảm xúc đắm say nhất thời chính là sự đồng thuận với những xung động đầu tiên. Cảm xúc có thể chỉ đến từ một phía hoặc mức độ tình cảm của hai người có nhiều chênh lệch, bởi khi ở trạng thái này, hai bạn thường chưa có gì để khẳng định cũng như biết được cảm xúc của nhau. Khi tìm hiểu nhau đủ nhiều, tình cảm đã được xác định vững chắc. Cùng với sự gắn bó, hai bạn sẽ muốn vun đắp cho mối quan hệ của mình bằng nỗ lực đến từ cả hai phía. Mỗi người sẽ học được cách thích nghi, tự điều chỉnh mình để phù hợp và có thể ở bên cạnh đối phương. Thế nên, cảm giác hai người thành một là điều người khác thường thấy ở một cặp đôi chân ái. Tình yêu chân thật là sự tự do và thoải mái. Đôi khi, tự cho phép mình thử trong chuyện tình cảm cũng là điều tốt. Tuy nhiên, nhiều người cố gắng thay đổi bản thân trước người trong mộng một cách mù quáng, ngay cả khi phải thực hiện những điều không phù hợp với bản thân. Nếu đang trải qua cảm giác ấy, chứng tỏ mối quan hệ của hai bạn chỉ là cơn say nắng đơn thuần. Ngược lại, nếu giữa hai người là tình yêu chân thật, thì thoải mái và bình yên là cảm giác bạn thường cảm nhận được khi ở bên cạnh người ấy. Chẳng cần phải bày vẻ hay uốn nắn bản thân quá nhiều, bạn luôn là phiên bản thật và hoàn hảo nhất trong mắt của đối phương. Thứ tư, trò chuyện với đối phương về vấn đề của mình. Khi bạn đã có những xác định về tình cảm, hãy nói chuyện với đối phương về tình huống của bạn. Nếu bạn cảm thấy cảm xúc của mình cho người mới là một mối đe dọa đến mối quan hệ hiện tại, bạn nên ngồi xuống và có một cuộc nói chuyện tâm tình với người ấy. Hãy chọn thời điểm thích hợp, tránh những phân tán không đáng có. Khi hai bạn đang nói chuyện, bạn cần đảm bảo cả hai người tắt toàn bộ điện thoại và máy tính để tập trung hoàn toàn vào nội dung của buổi trò chuyện. Đồng thời, bạn cần để người ấy có không gian bộc lộ suy nghĩ của mình, bởi có thể người ấy chưa đồng ý với quan điểm của bạn ngay tức khắc. Cuối cùng, hãy cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, kết thúc hay tiếp tục, đưa ra những quyết định phù hợp nhất cho cả hai. Tìm kiếm một người để vui thì dễ, nhưng tìm kiếm một người để cùng đồng hành, cùng nhau đi qua những sóng gió buồn khổ thì lại vô cùng khó. Tìm kiếm một người lúc tiền bạc rủng rỉnh thì chẳng khó gì, nhưng tìm kiếm một người đến với bạn bằng cả chân tâm, bất chấp sang hèn, sướng khổ thì vô cùng khó. Vì thế, hãy biết trân quý những người đang ở bên cạnh ta, đừng để đến lúc mất mới cảm thấy hối tiếc thì cũng đã quá muộn màng. Nghe và suy ngẫm, xin được cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi video này. Các bạn nhớ like, share và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi chia sẻ bài học cuộc sống, giá trị tích cực tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn, thân ái và hẹn gặp lại.